là điệu nhảy đang thịnh hành cho lớp trẻ hiện nay thuộc dòng đường phố Street Dance, được thể hiện theo phong cách Latin tự do và đầy lôi cuốn, mang vẻ hoang dã của châu Phi và nét quyến rũ của châu Mỹ Latin. Nó tạo cho người nhảy tâm lý thoải mái bởi không đòi hỏi quá nhiều về kỹ thuật, luật lệ và vũ hình như nhiều điệu nhảy khác. Bachata là một điệu nhảy rất là thú vị và nó đã đến được Việt Nam khoảng gần chục năm. Và nó là một điệu nhảy Latin, nó có cái sức cuốn hút rất là lớn đối với giới trẻ. Nhất là giới trẻ Hà Nội thì bây giờ nó như là một cơn cuồng khát với những cái điệu nhảy này. Và mọi người đến tập với rất là đông. Điệu nhảy này thì nó rất là dễ, mọi người có thể học được. Và với những chuyển động cơ thể đấy thì các bạn chỉ cần tập dần, kiên trì là các bạn sẽ có được cái sự thành công. Điệu nhảy Bachata thì cái nhạc của nó rất là hay, nhạc của nó thú vị và nó khá là lãng mạn. Có những bài thì nó lại rất là vui nhộn. Và khi mà mọi người tập thì nó sẽ có cái sự hứng khởi rất là lớn. Sunset và Bachata đã rất phổ biến tại nhiều nơi ở các thành phố lớn. Có rất nhiều người tìm đến điệu nhảy đầy lôi cuốn và mê hoặc này bởi âm nhạc và sự chuyển động của cơ thể. Ngoài niềm đam mê, những người theo học Bachata còn cảm nhận được sự thư giãn tối đa sau những mệt mỏi căng thẳng của cuộc sống. Bachata thì cho tôi cảm thấy là sức khỏe tăng lên rất nhiều, tại vì mình đã được luyện tập bộ môn này để tăng cường sức khỏe và cơ thể dẻo dai, có thể chuyển động cơ thể rất là nhiều, làm mình cảm thấy rất vui vẻ, yêu đời và cảm thấy mình có niềm vui trong cuộc sống hơn. Thời gian ngồi trong văn phòng thật là rất là lâu và thực ra là mình cảm thấy như là nó ít hoạt động, bức bách. Xong thì khi thời gian sau đó mình tham gia tập Bachata thì một thời gian mình cảm thấy mình tức là nó năng động hơn, nó sảng khoái cơ thể, đặc biệt là về tối ngủ rất là ngon. Thế một điều đấy là cải thiện sức khỏe đáng kể. Khi mà mới đến với Bachata thì Bachata nó là một điệu nhảy rất là nhẹ nhàng, lôi cuốn, quyến rũ, và đặc biệt là khi nhảy hai người với nhau thì cảm thấy là rất là tình cảm và rất là lôi cuốn với nhau. Đấy. Đối với cả Bachata thì cũng giống như ở Hà Nội này thì một tuần là có 7 buổi thì hầu như là buổi nào cũng có giao lưu cả. Và Bachata đến với cả mọi người cũng giống như em là nó rất hàng ngày, nó coi như là hàng ngày nó là một cái thức ăn không thể nào mà thiếu trong cái cuộc sống của mình được. Âm nhạc của Bachata thì giúp chúng ta là yêu cuộc sống hơn, vui vẻ và thoải mái hơn. Sau những cái giờ học hoặc là giờ làm việc căng thẳng, khi mà nghe nhạc Bachata thì mình cảm thấy thoải mái và muốn được nhảy. Có lẽ những ai đã làm quen với điệu nhảy này đều biết, bởi trước hết vì âm nhạc nó hay, nó hấp dẫn. Nhạc Bachata vô cùng lãng mạn và đáng yêu. Nghe nó, chúng ta cảm thấy cuộc sống thật nhẹ nhàng và đầy mê đắm. Bachata không nhanh, không sôi động như salsa và cha-cha-cha hay một số điệu nhảy khác, nhưng cũng đủ để trái tim của chúng ta rộn ràng. Bachata không chậm như rumba, nhưng cũng đủ thời gian để chúng ta truyền cảm xúc đến chuyển động của từng bộ phận trên cơ thể. Âm nhạc Bachata thì nó có một cái sự cuốn hút nhất định, và với nhịp phách 4 thì các bạn rất là dễ nghe nhạc. Với những cái nhịp phách nhạc đấy thì với những động tác chuyển của hông, các bạn có thể đưa cái tâm hồn của mình vào cái tình cảm của mình vào những cái bước nhảy. Chính vì vậy nên mà cái điệu nhảy Bachata này có sức cuốn hút và có sự biểu cảm rất là cao. Có những bài nó chỉ cần xem qua là các bạn có thể thể hiện thấy ngay những dancer của mình đang nhảy với một tình cảm yêu đương hay là những tình cảm vui nhộn hay là một chút gì đấy buồn. Và ngoài ra thì nó có rất là nhiều cái tác dụng tốt cho sức khỏe của mình nữa. Ví dụ như khi với những động tác Bachata thì các bạn sẽ phải chủ động hông rất là nhiều. Chính vì thế nên mà hông các bạn, nhất là đối với các bạn nữ, sẽ mềm mại và dẻo dai hơn. Ngoài ra thì đối với các bạn nam chẳng hạn thì đôi tay cũng là một cái rất là then chốt trong cái bước điệu nhảy này. Chính vì vậy nên mà tay các bạn sẽ nhanh nhẹn và mọi cái động tác của các bạn sẽ nhanh nhẹn hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì nó cũng có mang những tính giải trí và xả stress rất là cao.
Có thể nói bachata là một trong những môn khiêu vũ gây hứng thú và đam mê cho người tập mà vẫn đem lại hiệu quả cao trong ngày tập luyện. Bachata không những giúp luyện tập cơ thể, giữ gìn sức khỏe, dáng vóc mà còn giúp cho tinh thần được thư giãn. Đồng thời, đến các câu lạc bộ, học viên còn được mở rộng thêm các mối quan hệ về bạn bè và công việc. Ban đầu thì tôi đến với bộ môn dance sport trước và sau đấy tôi phát hiện ra bachata là một môn rất là nóng bỏng và nhiều đam mê. Thì tôi đã có cơ hội được làm quen với cả bachata được khoảng 6 năm và tôi có cơ hội để kết giao với rất nhiều người bạn bè cả ở trong nước và trên thế giới. Tôi đến với bachata là được khoảng 2-3 tháng gần đây thôi và tôi thực sự nghĩ là bachata đã giúp tôi thay đổi rất là nhiều. Trước đây tôi là một người khá là nhút nhát, công việc của tôi cũng khiến tôi là một người khá nhút nhát, nhưng mà khi mà đến với bachata thì cái điệu nhảy này, khi mà nhảy bachata thì bạn phải rất tự nhiên và bạn phải kết nối được rất là tự nhiên với bạn nhảy của mình. Thế nên là khi bạn tập điệu nhảy này nó sẽ làm cho con người của bạn ấy vào dạng hơn. Bachata rất là phù hợp với cả những bất cứ buổi party nào, đặc biệt là cái dòng bachata này thì ở trên thế giới nó là cái điệu nhảy giao tiếp trên toàn thế giới. Bởi vậy nên là ở Việt Nam bây giờ nó đang du nhập dần vào và dần dần nó đang rất là phát triển. Đối với cả bachata thì tất cả những cái buổi hầu như là buổi party từ rất là đơn giản thôi, ngoài trời hay là ở lớp thì hầu như nó đều là cái để mọi người có thể là nhảy với nhau ở bất cứ trình độ nào. Đến với bachata thì tôi có cảm nhận là mình đã được khám phá cơ thể nhiều hơn và biết được là mình đã có một niềm đam mê mới là bộ môn nghệ thuật là bachata, và bên cạnh đó còn có thể kết thêm nhiều bạn. Cũng vì những lý do trên mà hiện nay nhu cầu tập luyện khiêu vũ nói chung và bachata nói riêng ngày càng cao. Sân chơi bachata đã rất được phổ biến tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, là một sân chơi mở rộng để giao lưu với bạn bè khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, bachata mang đến cho bạn một bữa tiệc đầy mê hoặc vào các ngày lễ Tết. Đó là lý do không thể bỏ qua đối với những người trẻ đam mê bachata.